Dã man, một người phụ nữ đã cùng nhân tình của mình chặt chồng liên tiếp 38 nhát, khiến người chồng phải nhập viện và mất đi sau đó 3 ngày. Theo thông tin ban đầu được biết, người vợ đã cùng nhân tình của mình và 3 người đàn ông nữa đã ra tay với chính người chồng của mình. Một người từ sau dùng dây thần siết cổ và vật ngã người chồng xuống đất, 3 người còn lại giữ tay chân, còn người vợ thì đi vô nhà lấy cây búa và đập liên tiếp vào người, sau đó dùng dao chặt 38 nhát lên người chồng. Có 7-8 giờ tối vậy đó, rồi xong vừa đi ra, cái thằng tình nhân của nó, chờ hồi nào đâu có biết đâu, nó nhảy ra từ cái lùm, nó đi ra chưa được gọi xe lên nữa, là nó lấy dây nó thắt cổ nó. Lấy cái dây? Dây thắt cổ ông cổ vợ nó, thằng chồng nó. Dạ. Còn ba thằng đàn ông á thì cầm cái tay, cầm cái chân, vịn chân cầm tay, là bắt đầu là vợ nó lấy cái đầu búa đập lên cái đầu. Trời. Mà trên đầu thì nó có bảo hiểm thì nó mới đập ngay chỗ này, rồi mới đè xuống, mới đập ngay chỗ này nè, mà công an mới mổ nó dập ở trong chỗ này nè. Dạ. Rồi cái chân thì nó cho vợ kỹ, nó cầm thoải mái để chặt, mà nó chặt từ khoanh Trời. Nó là dò, nếu mà chú mà thấy hen là dò heo mà chặt mà chưa có đứt á. Dạ. Cứ khứa giống như mình còn hơi dính dính á, là vô vậy đó. Chú tưởng tượng như thế nào, thấy nó đau xót cỡ nào không? Nó nói là tao không có chặt, đúng ra tao chặt cổ mày liền luôn, lìa luôn á, nhưng mà nó không muốn cho chết. Nó chặt một dao, nó lại chặt một cái, là nó nói vậy nè, tao cho mày chết mòn, chết mỏi, chết chữ là chết từ từ á. Trời nó ơi. Chặt tới đứt gân đứt cốt hết rồi xong. Thằng em tôi nó tưởng là nó tê hết trơn rồi, nó bị tay thì bị cái tay phải nè bị gãy xương, nó chặt khoanh vậy nè. Trời. Rồi cái nó mới là nó đứng lên, tự nhiên nó sụm xuống cái giò gãy rồi, nó đâu có biết, rồi gân đồ bị đứt hết trơn rồi, nó đâu có biết, nó sụm xuống đâu. Cái bắt đầu nó mới lết là nó lại nó gian sinh, nó nói là đừng có chém nó nữa, xin đi, cho xin tha đi, càng xin chừng nào thì nó càng làm chừng nấy. Rồi nó biểu mấy thằng đó kéo xuống dưới đìa, kiểu như là giục xuống đìa, rồi xong nó kéo lên, mở nhạc ầm, uống bia xong rồi nó mở nhạc lên, rồi nó thích nó làm tiếp. Được biết đây là vợ hai của nạn nhân và hiện tại hai vợ chồng đã có một người con 5 tuổi. Bây giờ bố mời cả nhà cùng nói chuyện với người vợ trước của nạn nhân nhé. Xin giới thiệu với cả nhà, phía trước camera đây là chị Phương, là người vợ đầu của anh Nhẫn. Và được biết thì chị Phương cùng với anh Nhẫn là đã có hai mẹ con rồi. Thì em chào chị Phương nha. Thì em được biết là chị Phương hiện tại cũng đã có gia đình mới rồi. Nhưng mà em rất là khâm phục khi mà chị Phương nghe được cái tin này, đã cùng hai người con của mình về đây để chịu tang và lo hậu sự cho anh Nhẫn. Thì chị Phương cho em hỏi là từ cái hồi mà anh chị chia tay tới bây giờ thì hai anh chị có liên lạc với nhau hay không? Có tâm sự với nhau hay không vậy chị? Tại vì lúc ảnh gặp bả là được năm mấy đó. Dạ. Rồi ảnh có gặp em. Cái em nói sao, hai vợ chồng lúc này làm ăn sao rồi. Cái ảnh nói á, trời ơi, nó giận lên, nó chém không phải như hồi lúc sống với em. Cái em nói trời ơi, chém vậy mà không chạy. Cái nói trời ơi, nó chém anh không à. Nó nếu mà sống được thì sống được thì chia tay đi, đừng có gắng sống, lỡ nó chém chúng chỗ chết nó chết. Dạ. Nó nếu ở sống không được với bả thì về sống với con đi, hai cha con đi làm vài đồng vài chục đó, đó có nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Cũng có con đó, thằng trai ở dưới này với ảnh đó, hồi đó ly dị ảnh bắt đó. Dạ. Cái ảnh nói bỏ con nhỏ nhỏ không được, ảnh tội nghiệp, tại vì thấy cái bà này đi nhậu quá rồi không có lo tới con. Bây cái sao đi nhậu quá ha. Dạ. Dạ. Rồi không lo tới con, rồi ảnh bỏ không được, ảnh cũng như làm cũng mắc nợ đó, bởi đi lên bị chém hoài. Cái em nói nếu mà sống được thì sống được thì chia tay đi, đừng có cố gắng nó chém chết đó. Dạ. Chị ơi, thôi bây giờ mình đừng dùng từ chém ha. Dạ. Dùng từ làm anh bị vậy thôi nha. Dạ. Dùng chém ha. Dạ. Thì khi xảy ra như vậy là chị cũng có gặp ảnh, là cũng khuyên ha. Dạ. Dạ. Không biết là nguồn tin từ đâu mà chị biết được là anh Nhẫn là anh bị vợ mình ra tay như vậy. Bữa đó em đi làm về, em đi vô đầu chợ, em đi mua đồ ăn. Cái chị chồng chị thứ hai á, chị mới điện cho em, nói em mới bắt máy lên, em thấy số lạ, em hỏi chồng em với có con bé gái lớn em nè, ủa số ai lạ. Cái em mới bắt lên, cái nó alo, cái chị hai nói chị hai nè. Cái em nói chắc có chuyện gì quá, nói gì á chị hai. Nói trời ơi Phương ơi, đem hai đứa con em á, nhường ý kêu nó lên thăm ba nó đi. Bị con Xiên nó chém hả, nhập viện cấp cứu, thở oxy vô máu nè. Yeah. Trời ơi quá trời luôn. Cái em mới nói ủa,
lúc hổm thấy đem bé nhỏ về mình sao được đi lên cho người ta chém nữa vậy. Cái chị hai nói chị không biết nữa, chị cũng ở nhà chị. Cái em nói trời ơi, bữa hổm nay cỡ em về đi đám cưới chắc cỡ tháng mấy, hai tháng, cỡ hai tháng mấy ba tháng chứ. Đám cưới người bà con đây ha. Dạ, nhỏ em mới gần đây nè, mời em cái em gặp ổng, cái dạ. Em nó thấy chở bé này về, cái em nói ủa hai cha con về đi rồi nào. Cái ảnh nói về lâu rồi, ở cả tháng rồi. Cái em nói sao vậy, nó chém. Cái em nói sống được thì sống, sống được thì chia tay đi, kệ cha con về đi cũng có cái nhà rồi, ở đi làm được, được nhiêu thì ăn nhiêu. Dạ. Đừng có đi nữa, đi lần sau là nó, em nói thiệt, em nói đi lần sau nữa là nó chém anh chết đó. Ai dè, chết thiệt. Gặp lúc đó gặp anh chồng trước mình là mấy tháng rồi xảy ra gì hôm nay chị? Đám nhỏ em này chắc cỡ 3 tháng á. Em nói cỡ 3 tháng á. Dạ. Chị cũng có nhắc chở, chị cũng có khuyên. Dạ, rồi từ đó giờ em không có xuống nữa, tại vì em mắc đi làm hoài, em không có xuống. Dạ. Hiện tại thì không biết là lúc trước đó chị, là mình hay chồng như thế nào, được sao mà lại là quyết định mình chia tay khi có hai mặt con rồi. Tại vì hồi đó cũng sống với nhau thì cũng cự cọ với nhau gì đó, nhưng mà không có chém giết gì đâu. Rồi em thấy cứ cự lộn hoài, em sợ sợ mình kiềm chế không được, rồi quýnh lộn này kia nọ, rồi xảy ra án mạng nữa. Em nói với ảnh, nói nếu mà sống được thì mình ly dị đi, mạnh ai nấy sống đi, cứ sống như vậy hoài không hạnh phúc, cứ cự lộn hoài à. Rồi em mới em làm giấy lên ly dị. À, chị làm giấy. Dạ. Dạ. Lên anh cũng ký đàng hoàng, cái xong em mới nói bây giờ mình không hợp với nhau, sống với nhau cự lộn hoài. Bây giờ anh gặp vợ sao gắng mà làm ăn đi, ăn khá giả với người ta. Rồi hai người làm giấy ly dị. Sao được gặp vợ sao này quá quá trời, em cũng không biết. Dạ. Chung phần số hả chị? Dạ. Và lúc đó là chị cũng thấy là không hạnh phúc nữa. Dạ. Là quyết định. Dạ. Dạ. Là chia tay luôn. Dạ. Dạ. Không biết là trong thời gian chung sống với chị là anh Nhẫn này nè, là có hành vi gì với chị không, tác động chị không? Thì cũng hai vợ chồng cũng quýnh, nhưng mà anh tán một bạc ta hai bạc ta vậy thôi, chứ không có mà hành động mà như người ta. Dạ. Cũng nóng giận lên thì dạ. Cũng có vậy ha. Dạ. Phải tại thôi. Vì ảnh có rượu vô, ảnh mới quýnh, không có rượu ảnh cũng quýnh đâu, nhưng mà quýnh không có nhiều. Dạ. Là thấy vậy chị sống không nổi nữa. Dạ. Dạ đi. Dạ. Dạ. Khi đó là hai đứa con là chị chăm sóc luôn hay sao? À, một đứa thì ở với ảnh, thằng trai ảnh bắt ở với ảnh, còn gái lớn thì em bắt đi theo em. Nhưng mà nó cứ thằng trai nó cứ chạy tới chạy lui ở với em nhiều hơn ở với ảnh. Yeah. Tại vì ở với ảnh đi thì mẹ kế ảnh đi làm không có nhà, cái bắt nó xuống nhỏ ngó sen nói nấu cơm cho nó ăn. Cái nhỏ được cái bả đem đi xào nhậu hết, không cho thằng này ăn. Cái thằng này nó đi chỗ mà xe cuốc người ta móc sâu á, cái nó bị chìm xuống mà nhờ cái cọng cỏ mé bờ đó nó bắt được, nó lôi được, nó leo lên. Dạ. Rồi cha nó đi làm đâu có biết, đâu đâu có cơm nước ăn, thành ra nó đi ở với em. Nói cha nó thương nó lắm, không có cha nó nhà là bả hành hạ. Dạ. Còn nhỏ gái lớn em á thì nó thương cha mà em bắt đi thì sợ đi với mẹ kế ở không được, nó thương cha nó lén đi ở cha nó mấy tháng trời, con nó đốt nệm hết không cho con em ngủ, bà nhỏ đó, bà vợ sao á. Dạ. Không cho con em ngủ, rồi em mới gom con em về hết. Nói chung hai đứa con là cũng rất là thương cha của mình. Dạ, thì thương cha lắm. Cha mẹ không còn hạnh phúc nữa. Dạ. Dạ. Nó, hai đứa này nó thương cha nó lắm, nhưng mà mẹ cái ác quá, rồi em thấy vậy em sợ. Có bữa nó giết con em chết rồi em mới thôi ở với mẹ đi. Dạ. Cha mẹ thảnh thơi xong mình ổng đi. Đừng đi rồi nó chém hoài, nó ghét tụi mày nó chém, ba mẹ nó còn chém đừng nói tụi mày nha. Là nó ở với em luôn á. Dạ. Lúc là hai đứa con về ở với chị là bao lâu rồi? Hai đứa gái lớn là em ly dị là nó đi về ở với em luôn á. Dạ. À, năm nay nữa cũng 7-8 năm rồi. Còn thằng trai thì nó ở gần cả năm thì nó nhớ cha nó về ở với vài tháng, ở cha nó vài tháng, ở em vài tháng vậy đó. Dạ. Nó chạy tới chạy lui hoài, thằng trai còn nhỏ gái thì ở với em luôn. Và chị nói là trước giờ thì hai vợ chồng cũng cãi vã thì dạ. Chỉ có nóng giận lắm thì mới làm vậy thôi. Dạ. Chứ không bao giờ mà mình quá đáng gì nhiều hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà lúc trước giờ thì là chị sống chung với ảnh cũng lâu rồi. Dạ. Chị không biết là cái tính cách của ảnh là như thế nào, chị có thể chia sẻ dạ được biết được không? Tính cách con người của anh Nhẫn. Từng cái tính cách của ảnh rất là thương vợ thương con, nhưng mà tại vì ảnh hồi đó ảnh có bị uống thuốc tự giận một lần á, cho nên cái thần kinh ảnh nó hay mất trí á. Nó sao hay quên. Tại vì hồi đó em mới sanh á. À. Em mới sanh cái ảnh đòi rước em về. Cái mẹ em nói còn đâu ngày tháng quá khoan á về. Dạ. Cái ảnh đi nhậu chung với mấy cái ông đó rồi sao ảnh nói nó có dòng họ bên vợ khó quá xin rước vợ về không cho. Vợ con về không. Dạ, rồi mẹ nói nó trật trật mình nó con đừng có kêu dòng họ vậy là
không có đúng. Yeah. Nhiều đó ảnh đi lấy thuốc ảnh uống, tại vì ảnh xỉn tới rồi. À. Thuốc mà sắc trùng chuồng gà đó mà nó xém chết rồi đó. Yeah. Có nhiều đó à. Rồi thành ra ảnh có cái thần kinh của ảnh cũng không được có ổn định. Dạ. Cho nên nó khi ảnh nóng lên thì ảnh quýnh dài bạc tay vậy thôi, nhưng mà ảnh thương vợ thương con lắm. Thương vợ thương con. Dạ. Còn về công việc thì ảnh có chăm chỉ để làm không chị? Làm, ảnh đi làm á, trời ơi, đó sống với ảnh hai vợ chồng đi đốn mía, đi vác mía, cắt lúa gì, câu ếch, câu gì bằng đêm đi làm hết. Dạ. Em đi là ảnh cũng đi à, nhưng mà không phải sống với em ở đó, không phải khổ như bà sao này đi làm ban ngày về ban đêm bắt ốc mò cua gì đâu. Hai vợ chồng thì cũng cự cãi với nhau mà cũng sống với nhau, cũng chia sẻ, cũng coi như là đùm bọc với nhau mà sống. Dạ. Chứ còn hỏi bà sao chị nghe nói là tối thì khuya dạ. Ốc có cua nữa. Dạ. Mà bà chém ra muốn khô máu mà không có lo cho ảnh ăn nữa. Nó được như nó đi ăn nhậu hết, đâu có lo cho ăn đâu mà nó ấy, bởi vì ảnh yếu xìu rồi đó, ở với em đâu có vậy đâu, ảnh mập bự con lắm. Dạ. Đó vậy. Cái gì ở với bà sao này có 6-7 năm nay là thấy ảnh yếu đi luôn. Yếu lớn luôn ha. Dạ. Dạ. Thấy già hám luôn. Mà em có nghe nói là thông tin đó chị, là hồi trước nha, sống với chị không biết như nào mà sao mà nãy giờ nghe chị hai nè, cũng như là mẹ của chị đó. Dạ. À, có chia sẻ là sao là người vợ sao này nè. Đầu tham muốn quá mà không biết lúc trước hỏi chị và ảnh như thế nào, chị có thể chia sẻ cái gì được. Tại vì cái sinh lý của ảnh cũng bình thường à. Bình thường không có bị yếu sinh lý gì hết trơn. Tại vì ở với đó, hồi đó ở với em hai vợ chồng khổ thiệt, nhưng mà ăn đầy đủ, em lo cơm nước đồ ăn cho ảnh ăn. Còn bà sao này đâu có lo cho ăn đâu mà đòi sinh lý nhiều. Dạ. Cứ chém suốt rồi bắt nhịn đói suốt rồi mà đòi sinh lý cao làm sao được. Đó, thì bởi vậy. Rồi ham muốn như bả như vậy đâu, có phụ nữ nào mà tới như vậy đâu. Dạ. Uống sữa uống gì nữa. Ừ. Giờ đâu có phụ nữ nào mà ham muốn tới như bà này đâu. Dạ, thì hôm nay có chị đây là chị đứng chính khán giả biết. Dạ. Rõ câu chuyện với chị. Tại vì dạ. Chị cũng sống cũng lâu với ảnh rồi. Dạ. Chị cũng biết. Dạ. Sống với em á thì ảnh bình thường như sống với bà sao này là thấy yếu, là thấy tướng ảnh là biết ảnh yếu sinh lý rồi, tại vì đâu có lo cho ăn uống. Mò, dạ. Uống không đủ ha. Dạ. Dạ. Nên dạ thấy không phải là tự nhiên là bị yếu đâu, là do người vợ thôi. Không chăm sóc, không đi làm, không đi dạ. Cua. Rồi không cho ăn, không mua mình đàn ông mình đi làm cũng phải vợ ở nhà lo ăn uống bồi dưỡng, rồi không cho ăn uống bồi dưỡng mà đòi sinh lý cao làm sao được. Cứ chém rồi chảy máu suốt, quýnh đánh đập suốt rồi tinh thần ở đâu rồi, sức khỏe ở đâu mà đầy người. Chứ ảnh cũng bị, có thể là bị đả kích quá. Dạ. Do là ảnh cũng nói là hàng xóm là chứng kiến là bắt vợ tại chặng mấy lần rồi. Dạ. Đó, nó cũng buồn, thì chung là cũng rất là buồn đó chị. Dạ. Dạ. Dạ thì chị cho em hỏi là cái thời gian mà khi chị chia tay với anh rồi anh vẫn sao có gặp vợ sao đó. Mà chị có, hai chị em có từng gặp không? Vợ sao với chị á? Không, em không từng gặp nó, mà nó lấy số rồi đó, Nhẫn ảnh có số em, nó điện chửi em dữ lắm luôn. Là lúc đó chia tay chứ hay là sao? Là chia tay rồi, nó gặp anh Nhẫn rồi, em cũng gặp chồng sao rồi, nó điện chửi em, cái em mới điện cho anh Nhẫn, em nói anh không nói vợ anh, nó coi chừng, nó chửi em hoài, em nóng em quýnh nó chết, em nói vậy thôi. À. Cái em... Mà em dùng sao? Nó chửi em đồ con đĩ, mày có chồng rồi mày muốn lấy lại chồng tao hả? Cái em mới nói, ủa? Thì tao với anh Nhẫn hết duyên hết nợ rồi, tao mới thôi, tao cũng có chồng rồi, bây giờ mạnh ai có gia đình thì làm ăn đi, ở đó mà ghen tuông cái gì. Yeah. Nếu mà tao còn duyên nợ thì tao quay lại với ảnh, tao đâu có thôi ảnh cho mày gặp đâu. Yeah. Giờ mày bình tĩnh đi, cứ làm ăn đi, tao không có quay lại đâu, tại vì tao hết nợ rồi, hết duyên hết nợ rồi, tao với ảnh kiếp trước là duyên nợ tao có nhiêu đây thôi. Trời ơi, điện chửi tộc lắm. Yeah. Nó chửi nhiều lắm, nhưng mà lâu quá em cũng quên rồi. Yeah. Là mới khoảng 7-8 năm trước rồi. Dạ, đúng rồi. Yeah. Dạ, chị cho em hỏi là cái đám con Nhẫn nè, chị với hai đứa con chung về thì có ông xã sao về? Dạ có, hôm có ảnh về, hồi lúc anh Nhẫn bị vậy đó, rồi ảnh cũng đi vô trong bệnh viện ảnh thăm nữa. Chồng sao của chị thăm? Dạ đi thăm rồi ảnh nghe anh nghe anh Nhẫn sắp sửa mất là ảnh cũng chạy xuống đây, là lúc đó là 9 giờ chạy xuống đây chờ tới đem anh Nhẫn về, ảnh dùng kiêng vô ảnh mới đi làm. Dạ. Rồi hồi tối ảnh có xuống nữa. Hai vợ chồng mình má tuyệt vời lắm vậy. Bây giờ là vợ trước là về rồi bình tan à, hai đứa con bình tan. Cái em mới điện nói với ảnh, em thấy gom đồ của anh Nhẫn này đặng để vô quan tài cho ảnh, quần áo, cái em không thấy quần áo mới, không quần áo sạch. Cái em mới điện cho chồng em nói, anh ơi, cha của Như Ý không có đồ mới. Cái ảnh nói, giờ em đưa tiền đi hoặc em chạy đi mua đồ mới cho mặc đi. Dạ. Rồi em mới gửi cho chị 300-500 ngàn mua một bộ đồ 440 với em mua cho con đôi dép cho ảnh.
chung vợ chồng chị dù đã không còn duyên ở với nhau nhưng mà cũng rất là tốt, cả sau này là còn sao nữa, rất là tốt luôn. Ảnh đàng hoàng lắm, ảnh hiền lắm. Yeah. hồi lúc anh Nhẫn bị vậy nè, còn ở bệnh viện dưới này, cái xe hai vợ chồng mỗi người chiếc đi làm hết, cái ảnh về thấy thằng bé này chiều em mới chở vô được, cái trưa ảnh đi làm về ảnh hỏi con có đi thăm cha không, cái thằng Ý này nói con muốn đi mà không có xe, cái ảnh nói giờ con lấy xe cha đi đi, cha đi làm bộ, ảnh đi làm bộ 2-3 ngày luôn, đi bộ không đưa xe cho thằng này vô sẵn sóc anh Nhẫn. Yeah. Quá tuyệt vời lắm. Tôi như vậy là dù là cha sau này nhưng mà em nghĩ là chắc có thể là ông xã chị cũng thương hai bé con. Dạ, ổng thương dữ lắm. Dạ. Ổng thương như con ruột ổng vậy đó. Chồng chị, chồng chị cũng rất có lòng đất nha. Dạ. Ngược lại bây giờ thì... Ngược lại bây giờ thì bên vợ có nhẫn giờ sau này thì sống không ở đất. Sống không giả tâm. Hả? Quá. Thì chị con nghe kể câu chuyện đó chị. Mà... người ta được lại, chị xem được video trên mạng chia sẻ về anh Nhẫn, chia sẻ về cái câu chuyện của công việc nó nằm, thì chị nghĩ như thế nào về người vợ này? Người vợ này em nói thiệt, họ ác vậy, cho nó tử hình luôn đi, ác quá. Chưa từng thấy người đàn bà nào mà như vậy, em chưa từng thấy luôn. Yeah. Dù mình có giận đi chăng nữa, dù mình có chém đi một dao là mình thấy phun máu, mình sợ muốn chết, mình ngưng lại đi cái này tới 38 nhát. Rồi trứng giái thì đạp bẻ sưng hết trơn luôn, ác tới như vậy luôn. Trứng giái ảnh nó lúc thay đồ em định vô lau mình cho ảnh đó, nhưng mà em bị bệnh em dám vô gần ảnh là vô thấy trứng giái ảnh sưng vậy. Nó ác quá trời ác luôn. Chưa từng thấy cái con người đàn bà nào mà ác. Chị muốn xử lý như thế nào qua cái câu chuyện của người chồng trước chị? Cái này em muốn lực pháp là xử tử hình con nhỏ này. Tại vì trước khi ảnh mất á, là ảnh có dặn con trai em á, là phải làm cho con nhỏ này ở tù. Nhưng mà ở tù không xứng đáng, tại vì cái loại người ác này ở tù không xứng đáng. Dạ. Hai bé chị cha mất rồi, thì còn lại chị cũng là một cái tử gì đó. Dạ. Dạ. Chị đã có gia đình sau này nữa, nhưng mà cái nghĩa năng lớn nhất của hai đứa con chị với Nhẫn cũng rất là lớn với gia đình của chị. Chị là mẹ ruột về chồng của chị sau này thì là cha dượng thôi. Nhưng mà cái đạo đức của gia đình đó đây cũng là cái điều ngủ cho hai đứa con chị để sau này trưởng thành. Sống ảnh 14 năm chia tay, năm nay nữa là 7 năm. Nhưng hai chồng cũng chia tay rồi nhưng cũng thường xuyên để lâu gặp thì cũng có tâm sự với nhau, hiểu cuộc sống. Nhưng mà chị cũng đã khuyên rồi nhưng mà anh cũng nhớ là thương con nhỏ vậy đó, con nhỏ em khuyên nhiều lần lắm. Em khuyên nói nếu ở không được thôi đi tới cái kém vậy rồi sống sợ nó chém chết. Em khuyên nhiều lần lắm. Chị nghe nói là nãy đưa đi thì chị cũng khóc nhiều thế tôi nghiệp. Tại vì ảnh chết đi da, ảnh đâu có được lành mạnh như người ta đâu. Da ảnh trầy trụa, khắp người ảnh không có chỗ nào mà không có dấu. Rồi, khắp người luôn hả? Dấu cũ, dấu mới gì toàn là dấu nó chém không. Cho nên em thấy vậy, em thấy xót. Nhưng mà lúc trước ở với chị thì đâu có vậy đâu. Dạ, trời ơi. Tay động chân gì không? Thì không, ít lắm. Ít ha? Dạ, ít. Vậy cái số người cũng vậy. Chứ ở với người vợ trước như thế này cũng quá tốt rồi, nhưng mà cũng do tình cảm không chút nữa nên chia tay. Bây giờ dẫn đến sự việc thế này, cũng hình ảnh gì ảnh của anh Nhẫn thì để trên mặt thờ phía sau lưng chị đó, cũng rất là xót khi mà thấy người một thời đầu óc tay gối của mình. Bây giờ xảy ra như vậy cũng rất là đáng tiếc, rất buồn. Bây giờ con thì giờ nó con không còn cha nữa. Chị công việc gì đó thì thường thường làm gì? Em giúp việc nhà cho anh ta. Giúp việc nhà? Dạ. Cuộc sống cũng ổn không chị hay sao? Cuộc sống đối với mình thì cũng ổn, cũng được, mình sống được. Hôm nay thấy chị là cũng đưa nước mắt cũng khóc luôn. Thì lúc mà đưa anh Nhẫn đi để mà hỏa táng đó thì chị với bé khóc rất là nhiều. Thì ở đây anh em nghĩ là chắc cái từ tại vì nhìn thấy lần cuối đâu có nhìn thấy nữa. Chở anh chị không kịp không chị, là ở trên bệnh viện phải không?
Dạ, chở trên bệnh viện rồi đi theo xe anh mới mất. Dạ. Nhưng mà tại vì mình nói không có sống với nhau, nhưng mà mình thôi đi đi tới đi lui còn thấy được, nhưng mà từ đây sắp tới đâu có còn thấy nữa. Dạ. Chị ơi, chị cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Thì qua những chia sẻ của chị cũng giải bày được một số điều cũng như thắc mắc của quý khán giả. Dạ. Đặt câu hỏi về người vợ trước, cũng như hôm nay thì dạ cũng đã thấy người vợ trước đã xuất hiện và kể lại những quá trình cũng như là chung sống với người chồng trước, thì những cái gì đó thì không có thì chị cũng đã nói rồi. Có yếu sinh lý hay không mà chị cũng nhắc nói rồi. Do là do người vợ sao thôi. Đúng không rồi. Phải là do ảnh. Muốn đính chính cho khán giả xem và hiểu được cái câu chuyện như vậy. Và rất là đặc biệt khi hôm nay biết thêm là người chồng sao của chị lại là tiếp tục đi về để dự đám của anh chồng trước nữa. Thì rất là mừng, rất là vui khi mà được người chồng sao cũng đã ủng hộ để cho hai đứa con cũng như là chị để về đưa tiễn anh làm cưới như thế này. Dạ thì em cũng xin thay mặt anh em cũng cảm ơn chị rất là nhiều qua những chia sẻ của chị ha. Dạ cảm ơn chị ạ. Đăng ký kênh để quý khán giả hãy nhớ đăng ký kênh để có thể là theo dõi những video sau để nhận được vụ việc mà người vợ sao đã ra tay 38 nhát đối với người chồng của mình.